Rồi, xin chào các bạn. Thì hôm nay trời mưa gió, mình cùng bà con đi vào làng, là làng người đồng bào đó, đi mua bò thịt. Đó, thì làng này thì chủ yếu là bán bò thịt, mình đi mua bò cũng tính giá bò thịt cho bà con. Trước mặt bà con là một con bò cái, nhưng mà con này thì bò năng, nó xinh xắn không được. Đó, thì mình bách cũng bách giá thịt thôi, để chờ chủ nhà ra có thứ giá cá như thế nào, thương lượng có mua được hay không. Với lại xíu nữa qua bên nhà kia xem mấy con nữa nhé bà con. Đó, bò này thì năng nó mập, nó dựng u lên luôn rồi. Đó, thì chia sẻ với bà con tình hình dịch giá khó khăn, nên là đi mua bò ở lóng quán gần gần thôi. Đó, và mua bò thịt là chủ yếu, và mua đâu mình cũng săn liền đó. Có gì hết tháng 9 này á, dịch giá nó ổn định rồi á, thì mình mới đi mua bán xa được. Nó như vậy. Còn đây thì mua nhiều là được rồi, bà con biết chủ nhà hô bao nhiêu đây. Nhìn thấy cũng mập, khá là mập, nhưng mà chắc cỡ trên tạ bò thôi chứ cũng có nhiều. Nhìn dựng u quá, mà đực mất hiền. Bớt nhét đồ một chút cho, 25 triệu con đây sao thiệt đú chị? Hết giá rồi vậy? Chù, 25 triệu rồi sao mua cho nấu? Tà mốt thiệt. Gọn bò. Con nói chị bán không? Không nè. Sao bán con đây, con lại để một con để giống đi. Cũng muốn dưỡng ấy. Ê. 22 triệu được em bác đi. Không có tới 25 đâu. Hết giá 25 triệu. Ồ, không, chịu không đâu. Bà coi tạ mốt mà về xe cộ nữa, rướng không. Xa quá. Lâu lâu lên là mua bò cũng được, buồn ấy. Con nào? Con này. Con này. Con đây. Con nhỏ cái vậy? Rồi con đây luôn. Rồi các bạn, thì vào chuồng siêu bò cò đây. Thì chủ nhà bán 3 con các bạn. Đó, thì con đực đây là con đầu tiên. Đó, đực đây. Để mình quay rõ ràng chi tiết rồi mình nói giá các bạn hết hồn luôn. Bò siêu có mình kìa. Rồi, và cái bộ mẹ con đây. Đó. Thì chia sẻ với các bạn bộ mẹ con đây với con đực vừa rồi đó, thì chủ nhà bán giá 22 triệu. Đó, mẹ con siêu nhỏ và siêu có. Đó, chia sẻ với các bạn à, con này thì chia sẻ các bạn nó hơi già bò rồi, nó đi năm sáu con rồi. Đó, mà nó ốm cực kỳ ốm luôn, nếu như mập chết nó không khiêng chạy mất rồi, không có tao mình lên tao xem đâu. Chủ nhà là đòi 22 triệu. Đó, người ta trả là 21 triệu rồi. Đó là ông anh đang chia sẻ đó. Còn mình thì mình không biết tiếng của người đồng bào, nên là mình không rành. Đó, bự đực rồi, bự đực nhỏ rồi, nhưng bự đực lớn kia thịt còn ra thì đít nhọn quét luôn. Đó, bà con giá rỉ hết hồn. Còn 7 triệu mấy các bạn, bà con 22 triệu, còn 7 triệu 3 nem chục. Đó,
Hôm nay con theo bố nữa thôi. Ốm quá, ốm nha. Đây, con ơi. Đi. Đấy, mẹ con. Không. Quay con đực lại nữa. Đực ra nữa các bạn, ba con. Đó. Em 2 triệu ba con đó các bạn. Bộ mẹ con nhân đực đây. Con 7 triệu 3, 50. Đó. Người ta trái 21 triệu rồi, mình cũng dám bắt. Rồi, tiếp theo là bộ mẹ con đây. Là một con cái lai nữa. Nên quay con bộ mẹ con trước cho các bạn xem. Ba con người ta đòi 48 triệu mà mình nhìn thấy bò có 37 triệu các bạn. Đây. Cái lai to nhất chuồng đây. Đó, thì con này cái tơ chưa đi chữa lần nào. Bò này cũng bò dự án người ta cấp đây các bạn. Đó, còn nữa người đồng bào thì người ta nuôi bò cỏ thôi. Bộ mẹ con đó với con cái lai đây. Mình thấy bò 37 triệu mà phô tơ 48 triệu thôi chứ. Quay cho các bạn xem chơi cho chắc bé không được. Đó.